Đơn hàng của anh Nguyễn Đình Thế, anh ở Đắk Lắk. Vâng, chiếc SUV B3 2020, một dòng sản phẩm mới về, mới ra mắt của thương hiệu B3, đến từ một đất nước có những cái tiềm năng, có những cái lịch sử lâu đời về các dòng loa nghe nhạc, loa karaoke hay những dòng SUV để hỗ trợ. Thì chiếc B3 2020 này sở hữu bát đường kính 30 đối đất. Đây là mạch sau của sản phẩm. Đây, tên và một số thông số của nhà sản xuất đây, và đường vào nhôm tản nhiệt. Con này như các bác đã biết rồi, chúng em có những cái video giới thiệu trên kênh. Đây là mặt sau của sản phẩm, được nhà sản xuất ghi đầy đủ các thông số từ chiều cao, cân nặng cho đến đây 500W của ánh maximum. Tần số có thể cắt sâu xuống khoảng độ 20 hẹp cho đến 150 hẹp, rất là cao. Độ nhạy của nó sẽ là 8 ohm. Đây, có tất tần tật các thông số cần thiết của nhà sản xuất đã ghi trên về chiếc B3 2020 này. Và mặt trên thì các bác đấy được làm một lớp kính gương bóng, kính cường lực sáng bóng, tô điểm thêm cái vẻ sang trọng, lịch lãm của sản phẩm. Màu đen này là màu đen sần, đem lại một cái nhìn, một cái cảm giác rất là khỏe mạnh. Đập vào mắt chúng ta là cái màu đen này nó vô cùng khỏe, rắn chắc. Về tiếng bass thì nó đưa ra tiếng bass vô cùng lực khi nó sở hữu nguồn đồng rất là to, rất là khủng, và bốn phò lớn của Toshiba. Hiếm có, rất là ít có các dòng trầm sử dụng bốn phò nhé các bác nhé. Cho nên cái chất âm nó đưa ra thì các bác không phải nghĩ ngợi rồi, cái tiếng căng tròn đầy lực. Ngoại hình và hình dáng thì em không dám chê, và em thú thật là cũng không ai dám chê về cái ngoại hình và hình dáng của nó được. Nó hội tụ đầy đủ những cái gì mà chúng ta đang cần. Chúng ta đang cần ở một chiếc SUV, một chiếc SUV điện, chúng ta đang cần ở nó thì nó đã có. Đấy, cái thương hiệu của Đức này nó luôn luôn nghe và luôn luôn thấu hiểu, và họ đã đặt mình vào những người tiêu dùng, như những cái tâm, những cái mong muốn của người tiêu dùng, nên họ đã cho ra cái phiên bản 2020 này. Cũng xin chúc mừng anh Đình Thế, anh ở Buôn Mê Thuật, Đắk Lắk. Rồi em sẽ tăng thêm volume để chúng ta cùng thẩm định về chiếc B3 2020 mới ra mắt của hãng B3 này. Rất là gấu các bác nhá. Vâng, bây giờ em sẽ dừng video để đóng hàng gửi đi cho anh. Mặc dù em rất là muốn được nghe rất là lâu, nhưng mà vì cái thời gian hiện giờ chúng em đang phải gấp rút để đi đơn hàng trong kịp trong ngày này. Và nếu như bác nào hiện tại đang quan tâm và muốn sở hữu chiếc trầm B3 2020 này, thì bên chúng em hiện tại vâng đang sẵn sàng để phục vụ các bác. Nếu như bác có nhu cầu về chiếc B3 2020 này, một thương hiệu rất là lâu đời, có lịch sử bề dày, có lịch sử trong cái làng âm thanh karaoke này rồi. Rồi em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh Đinh Thế, và chào tạm biệt các bác ạ.